Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, mưu trí, từng bước đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ trên bầu trời miền Bắc, lập nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chiến dịch thắng lợi bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của những người hùng trên không, các phi công tiêm kích. Từng chuyến xuất kích, từng cuộc chạm trán trên không, phi công tiêm kích đều phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Chiến trường trên không không có chiến hào, bầu trời mênh mông cũng không có nơi ẩn nấp. Khó khăn, hiểm nguy gấp bội, thế nhưng không một ai chùn bước. Bất kể ngày hay đêm, cứ có lệnh là các phi công xuất kích với quyết tâm tiêu diệt B-52 của địch. Tôi xuất kích lên thì B-52 cách 200 km. Thế thì dẫn vòng vèo một chút. B-52 cách 60 cây số và tôi từ tăng độ cao lên khoảng 7.000 mét. Đồng sau đó là tăng tốc độ dần lên tìm nguy cho là vòng trái tiếp cận đầu tiên. Tôi bảo nghe tốt, bắn được đi gần thì tốt hơn là bắn đi xa. Gần thì nó nguy hiểm cho phi công, nhưng thực tế xác suất trúng thì nó đảm bảo hơn. Nếu không tiêu diệt bằng được B-52 thì nhiều tấn bom đạn hơn nữa đã trút xuống thủ đô Hà Nội. Không biết sẽ có thêm bao nhiêu mất mát, hy sinh. Nhớ rằng phi công thì là có lực lượng chuyên đánh đêm và lực lượng chuyên đánh ngày. Chứ không phải là vì sao chia thế để là nó đi sâu vào cái kỹ chiến thuật hơn. Cái nhiệm vụ thì cũng rất nặng nề với nhau. 50 năm thấm thoát trôi qua, nhưng ký ức về 12 ngày đêm khói lửa trên bầu trời Hà Nội vẫn in đậm trong ký ức người phi công bắn rơi chiếc máy bay Mỹ đầu tiên trong chiến dịch Linebacker 2. Chiến công này của đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa đã tạo niềm tin, khí thế sục sôi cho lực lượng không quân sau 5 ngày đầu tiên của chiến dịch liên tiếp trắng tay. Những ngày sau đó, lần lượt các phi công khác của không quân Việt Nam đã lập chiến công giòn giã. Trong cái chiến lược về sử dụng lực lượng đó là cái tài trí của quân ủy trung ương, của các nhà lãnh đạo, nhưng mà nếu như xét về những người chiến đấu viên ấy, thì mình cảm nhận đó là một cái sự tác chiến hiệp đồng hết sức có hiệu quả từ cái công tác chuẩn bị, phân chia ranh giới các khu vực tác chiến, chỗ nào, nơi nào, vùng nào là phòng không đánh, chỗ nào, bầu trời nào là không quân đánh. Trước hết là sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong quân chủng phòng không quân, lực lượng tên lửa như SAM-2, máy bay MiG-21 là vũ khí chủ lực tiêu diệt B-52, pháo phòng không, radar. Cùng với quân và dân cả nước nói chung, quân và dân thủ đô Hà Nội nói riêng, thiết lập thế trận phòng không ba thứ quân hoàn chỉnh, vững chắc, nhiều tầng, nhiều lớp, chủ động vào trận với hào khí, quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Trong tầng tầng lớp lớp lưới lửa dưới mặt đất, những cuộc tiến công dũng cảm, mưu trí trên không trung, những người anh hùng đã kiên cường phối hợp, chiến đấu anh dũng và chiến thắng trên bầu trời Tổ quốc. Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao.